Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình đã đến với chương trình Sáng tạo Việt của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, hầu hết các công trình nhà ở, công trình văn phòng, hệ thống cửa là một bộ phận quan trọng không thể thiếu, không chỉ mang lại sự an toàn cho con người mà còn góp phần tạo nên tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, việc sử dụng cửa sao cho phát huy được tối đa tác dụng và đảm bảo sự an toàn cho con người vẫn là một vấn đề cần phải được cải thiện và giải quyết. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với hai đội chơi và ban giám khảo để cùng đưa ra những giải pháp công nghệ mới giúp giải quyết vấn đề trên. Và xin được giới thiệu sự có mặt trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay, đó là hai đội chơi. Và đội chơi đầu tiên ngày hôm nay đó là đội cơ điện tử. Đội cơ điện tử đến từ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên gồm có hai thành viên, thạc sĩ Phạm Thanh Tùng và bạn Lý Đức Hưng. Và đội chơi thứ hai đến với chương trình Sáng tạo Việt đó là đội MG. Đội MG đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội gồm có hai thành viên, bạn Nguyễn Duy Thịnh và bạn Nguyễn Lương Bằng. Và một thành phần không thể thiếu trong mỗi chương trình Sáng tạo Việt đó là hai vị ban giám khảo đáng kính. Ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Hưng, giám đốc công ty Ameco, phó tổng thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Bùi Đức Hiếu, giám đốc trung tâm tìm kiếm và phát triển công nghệ Việt Nam. Còn bây giờ hãy cùng với chúng tôi và hai đội chơi đến với thử thách đầu tiên. Đó là phần thi mang tên Tuổi trẻ sáng tạo. Ngày nay, cùng với nhu cầu và sự phát triển của xã hội hiện đại, rất nhiều sáng kiến, giải pháp công nghệ mới đã được ứng dụng vào các hệ thống cửa để bảo vệ các công trình nhà ở, trụ sở làm việc hay các công trình xây dựng khác, bảo vệ sự an toàn cho con người và tài sản. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều sự cố tai nạn đáng tiếc liên quan đến các hệ thống cửa như kẹt cửa, kẹp cửa vẫn xảy ra gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, làm cho người sử dụng cảm thấy bất an và lo lắng. Thực trạng đó đòi hỏi các nhà khoa học, nhà sản xuất cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp công nghệ mới để nâng cao hơn nữa tính an toàn, tiện ích trong việc sử dụng cửa, đặc biệt là việc vận hành của cửa khi có tình huống cấp thiết xảy ra. Đây sẽ là chìa khóa để giúp các doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Quý vị khán giả truyền thân mến, phóng sự ngắn vừa rồi đã giúp chúng ta nhìn thấy rõ hơn chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là giải pháp công nghệ mới giúp nâng cao tính an toàn trong việc sử dụng cửa. Và nhiệm vụ của hai đội trong phần Tuổi trẻ sáng tạo là chúng ta sẽ phải đưa ra những giải pháp công nghệ để giải quyết vấn đề mà chương trình đã đưa ra. Ban giám khảo sẽ đánh giá và cho điểm dựa trên 3 tiêu chí, đó là tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghiệp của ý tưởng sáng tạo. Mỗi đội chơi sẽ có thể nhận được tối đa là 1.500 điểm từ một thành viên ban giám khảo. Như vậy tương ứng, mỗi đội chơi sẽ có tối đa số tiền thưởng trong phần đầu tiên là 3 triệu đồng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thể hiện đầu tiên trong Tuổi trẻ sáng tạo. Xin mời đội cơ điện tử. Xin kính chào ban giám khảo, kính chào quý vị khán giả và chào các bạn cùng chơi. Tôi đại diện cho đội chơi cơ điện tử. Xin trình bày ý tưởng sáng tạo cửa tự động mở khi có hỏa hoạn xảy ra. Hệ thống của chúng tôi bao gồm có động cơ, khớp ly hợp điện từ và cơ cấu lò xo. Thế thì khi mà có hỏa hoạn xảy ra thì tín hiệu từ cảm biến cháy sẽ mở cái khớp ly hợp điện từ này. Và lúc đó thì lực căng của lò xo đã được tạo ra trước đấy bởi động cơ, nó sẽ tự động kéo cánh cửa đi lên. Và cửa chỉ cần đi lên khoảng 50cm là người bên ngoài có thể đi vào trong để trợ giúp người bên trong. Chúng ta đã biết là khi có hỏa hoạn thì người đi vào càng đi sát mặt đất thì sẽ càng an toàn hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đưa ra giải pháp là khóa cửa tự động để chống trộm. Cơ cấu bao gồm cái lẫy và một cái khe. Thế thì cửa đi xuống sẽ có một cái móc đi qua cái khe này và khớp vào mấy cái khóa ở đây. Thì lúc đó cửa sẽ tự động khóa lại. Thế và đây là cái sơ đồ mạch điện cho cái hệ thống tự động mở cửa khi mà có hỏa hoạn và cái khóa cửa tự động để chống trộm. Trên đây là ý tưởng trình bày của đội cơ điện tử. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn thành viên của đội cơ điện tử ạ. Và chúng tôi đang chờ đợi phần thể hiện của thành viên của đội MG. Xin mời. Xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Tôi đội MG đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hôm nay xin trình bày ý tưởng về thiết bị theo dõi đóng mở cửa qua smartphone. Như mọi người đã biết, tình trạng an ninh hiện nay thì rất phức tạp. Và mọi người lại có thói quen là bất cẩn khi đóng cửa ra vào. Vì vậy sẽ tăng nguy cơ trộm cắp và mất an toàn cho bản thân và người thân trong gia đình. Vì vậy nhóm tôi đề xuất ra giải pháp thiết bị theo dõi đóng mở cửa từ xa với mục tiêu là cải thiện an ninh cho gia đình, quản lý và sử dụng dễ dàng qua smartphone, giá thành rẻ, độ bền cao. Sau đây là sơ đồ khối của hệ thống. Khi cửa được đóng mở thì cảm biến sẽ thu nhận tín hiệu trả về khối xử lý
khối xử lý sẽ truyền dữ liệu lên Wi-Fi và Wi-Fi chuyển dữ liệu lên web server. Người sử dụng có thể dùng smartphone để truy cập vào web để kiểm tra trạng thái đóng mở của cửa. Về chức năng của sản phẩm cung cấp thông tin về trạng thái đóng mở cửa từ xa nên có thể đảm bảo an toàn cho gia đình, dễ dàng kiểm tra hệ thống cửa trong gia đình. Bạn không cần phải lên từng tầng một để kiểm tra từng cửa và nên có thể tiết kiệm được thời gian. Và sản phẩm thì có khả năng hoạt động được khi mất điện nên sẽ tăng cường tính hiệu quả của sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn. Rất cảm ơn thành viên của đội MG ạ. Hai đội chơi đã thực hiện xong nhiệm vụ đầu tiên. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng lắng nghe những nhận xét cũng như phần cho điểm của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời ban giám khảo ạ. Vài điểm làm rõ đối với cả đội cơ điện tử thì mong đội là giải thích cho khán giả cũng như là ban giám khảo. Đối với cả cái hệ thống cũ, ở cửa cũ ấy, mà nó không có cái hệ thống lò xo thì liệu đội đã nghĩ đến là để cải tạo chưa, hay là phải thay mới hoàn toàn cái cửa mà đã sẵn có cho phần cải tạo này? Ví dụ như là ở cái phần dưới là cái giải pháp khóa cửa tự động chống trộm ấy thì còn có thể cải tạo được. Nhưng ở phần phía trên ấy, là cái cơ cấu cũ ấy, nó không có lấy điện từ, nó không có ly hợp điện từ, nó không có lò xo chẳng hạn. Thì đội sẽ thay hay là phải thay mới hay là có thể gia công được? Chúng tôi cho rằng là cái cơ cấu điện từ này thì rất là dễ dàng tìm kiếm trên thị trường và rất là dễ dàng lắp ráp vào. Bởi vậy nên là chúng ta có thể là, tất nhiên là chúng ta sẽ phải gia công thêm để có thể lắp thêm cái cơ cấu điện từ này. Và lò xo thì chúng ta có thể tận dụng những cái lò xo có sẵn, bởi vì là khi mà cửa đi xuống thì cái lực của động cơ tạo ra sẽ thắng cái lực lò xo và lò xo bị xoắn lại. Và khi mà cái cơ cấu điện từ này nhả ra thì là lò xo tự kéo lên. Như vậy cái cơ cấu điện từ lẫn lò xo được rất đơn giản và tôi nghĩ rằng là có thể là thực hiện rất là dễ dàng. Cảm ơn đội cơ điện tử. Đối với cả đội MG của Đại học Bách Khoa thì tôi có hỏi thêm là các bạn sử dụng ở đây là có sử dụng server đúng không ạ? Thì trong trường hợp server hỏng thì các bạn không mở được cửa đúng không? Thì bạn khắc phục như nào? Thực ra thì ở đây bọn em không hướng đến điều khiển từ xa, bởi vì bọn em sẽ lắp đặt theo một hệ thống, tức là toàn bộ từ trên cửa sổ, cửa ra vào và tất cả mọi cửa trong nhà. Thì khi đó con người vẫn phải đến trực tiếp đến từng cửa để mở ra vào, bởi vì nếu mà lắp đặt chi phí điều khiển tự động cho từng cửa ra vào hoặc cửa sổ như thế thì rất là đắt, chi phí sẽ lên đến khoảng chục triệu. Thế nên là chỉ kiểm tra trạng thái đóng mở cửa ra vào, ví dụ người ta đang ngủ ở tầng 1 mà người ta không muốn lên tầng 4 để người ta kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chưa, thì người ta có thể kiểm tra thông qua phần mềm ở trên điện thoại. Người ta có thể truy cập vào 3G hoặc là Wi-Fi để vào để kiểm tra được tình trạng là đóng hay chưa để người ta lên. Chị Phương. Sau khi là hai đội chơi đã trả lời một số câu hỏi của ban giám khảo, chúng tôi đã thống nhất cho điểm hai đội như sau. Thứ nhất là đối với đội cơ điện tử Hưng Yên thì cái giải pháp các bạn đưa ra mang tính chất là cơ điện cơ bản, nó không có những cái tính mới mà theo kiểu tính chất đột phá. Về phần này thì chúng tôi cho các bạn là 800 điểm. Thứ hai, những cái giải pháp, cái ý tưởng các bạn đưa ra này thì lại rất là thực tế. Chính vì thế cho nên cái trình độ ở đây đánh giá là cái trình độ sáng tạo của các bạn ấy, cũng là rất là tốt. Và chúng tôi thống nhất là cho các bạn 900 điểm. Về góc độ về khả năng ứng dụng thì những cái giải pháp mà các bạn đưa ra rất dễ ứng dụng trong thực tế và rất dễ thi công và giá thành cũng hợp lý. Thì về phần này chúng tôi cho các bạn là 950 điểm. Thế còn đối với đội MG thì các bạn đã rất là mạnh dạn đưa ra một cái giải pháp mà dựa trên công nghệ điện tử, nghĩa là dùng cái chip vi xử lý và dùng các cái công nghệ lập trình nhúng như là để mà giám sát cái trạng thái cửa. Thì đây là một cái ý tưởng khá là khác biệt so với cái các ứng dụng hiện nay phổ thông ở Việt Nam. Tất nhiên so với thế giới thì là các bạn vẫn còn phải học tập nhiều. Thì chúng tôi là cho cái điểm này các bạn được 950 điểm. Thứ hai, về cái trình độ sáng tạo thì thực sự là các bạn mới chỉ làm một cái bài tập rất là nhỏ về cái ứng dụng vi điện tử vào trong một cái đối tượng rất đơn giản, đóng mở cửa thôi. Tuy nhiên là cái cấu hình các bạn đưa ra thì cũng là rất là hợp lý. Đấy. Và có thể thực hiện được.
Thì về cái điểm mà trình độ sáng tạo thì chúng tôi cho các bạn 900 điểm. Tuy nhiên liên quan đến cái vấn đề ứng dụng thì các bạn còn rất là bỡ ngỡ, vì cái giải pháp mà thực tế để mà quản lý cửa và các bạn đều dùng một cấu hình như thế này thì có lẽ là không hợp lý. Tại vì trên thực tế bây giờ ấy, là họ đã dùng cái công nghệ mạng không dây cũng như là công nghệ mà truyền thông tin qua đường dây điện lực trong tòa nhà đấy, để kết hợp với một cái gọi là cái gateway cho một cái tòa nhà hoặc là cho một cái căn hộ để điều khiển giám sát toàn bộ cái hệ thống an ninh an toàn cũng như là điều hòa, TV, tất cả các thiết bị thông minh trong một cái căn hộ, thì nó mới là một cái giải pháp đúng. Còn các bạn đây là đang dùng một cái khóa điện tử mà là dùng ở rời rạc, xong nó dùng cái smartphone hoặc là cái các thiết bị di động để mà đến gần mới điều khiển được, thì tôi nghĩ rằng là cái giải pháp này về tính hiện thực hóa của nó thì chưa phù hợp lắm. Tuy nhiên thì các bạn cũng đã mạnh dạn đưa ra được một cái giải pháp mà tôi hy vọng rằng các bạn sẽ phát triển tiếp cái giải pháp này. Thì về phần này chúng tôi cho các bạn là 850 điểm. Vậy là chúng ta đã lắng nghe ban giám khảo nhận xét và đưa ra điểm số dành cho cả hai đội chơi trong phần đầu tiên. Bây giờ hãy cùng với chúng tôi tổng kết lại một lần nữa con số này. Đội cơ điện tử đang có 2.650 điểm. Đội MG đang có 2.700 điểm. Và như vậy chúng ta có thể thấy hiện giờ số tiền thưởng hiện tại đó là đội cơ điện tử đang có 2.650.000 đồng và đội MG đang có 2.700.000 đồng. Đây là những con số rất sát sao. Và chúng ta sẽ cùng họ đến với phần tiếp theo. Hãy cùng với chúng tôi có mặt ở phần đi tìm nhà sáng chế. Thực tế, khi chọn dùng sản phẩm cửa cuốn hiện nay, người tiêu dùng thường dành nhiều sự quan tâm đến các chất liệu, mẫu mã và giá cả, thường ít quan tâm hoặc chưa biết đến những tính năng cần thiết của một loại cửa cuốn an toàn, như tính năng tự động đảo chiều khi gặp vật cản hay tự động mở cửa trong tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn xảy ra. Cửa cuốn cần được trang bị các công nghệ hiện đại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Xuất phát từ thực tế đó, anh Phạm Thế Vinh cùng các cán bộ kỹ thuật phòng nghiên cứu và phát triển của công ty cổ phần tập đoàn Osdor đã nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo vệ kép để trang bị trên các sản phẩm cửa cuốn, giúp nâng cao tính an toàn cho người sử dụng. Công nghệ bảo vệ kép ADS là một hệ thống đảm bảo an toàn được tích hợp bởi hệ thống sensor hồng ngoại và hệ thống cảm biến đảo chiều không dây tiên tiến. Hệ thống sensor hồng ngoại bao gồm hệ thống điều khiển và hai thiết bị thu phát tín hiệu hồng ngoại được lắp đặt dưới chân của hai dây dẫn hướng cửa cuốn. Khi có chướng ngại vật xuất hiện giữa hai chân dây dẫn hướng làm ngắt sóng hồng ngoại, thì hệ thống điều khiển hồng ngoại sẽ báo tín hiệu lên bộ điều khiển cửa cuốn. Bộ điều khiển sẽ tự động đảo chiều cửa đi lên. Hệ thống sẽ có tác dụng trong các trường hợp có trẻ nhỏ đi hoặc bò qua cửa cuốn khi cửa đang vận hành. Hệ thống này cũng có tác dụng bảo vệ các loài vật nuôi trong gia đình, tránh tình trạng bị cửa kẹp. Hệ thống đảo chiều không dây bao gồm một hộp tín hiệu được gắn vào thanh đáy của cửa, kết nối với hệ thống rơ le cảm biến trên thanh đáy. Khi cửa gặp vật cản thì rơ le tự động đóng lại, đồng thời chuyển tín hiệu đến hộp phát tín hiệu. Hộp phát tín hiệu sẽ phát tín hiệu lên hộp điều khiển trung tâm để nhận biết có vật cản và đảo chiều đi lên. Hệ thống đảo chiều không dây phát huy tác dụng trong trường hợp có người bất cẩn đi qua khi cửa cuốn đang đóng xuống. Với hệ thống bảo vệ kép ADS, mọi thành viên đồ đạc và vật nuôi trong ngôi nhà đều được bảo vệ an toàn tuyệt đối, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ bị kẹp bởi cửa cuốn. Mình tin dùng sản phẩm của Osdor bởi vì bên Osdor có sử dụng công nghệ bảo vệ kép, nó phù hợp với cả nhu cầu của gia đình mình. Gia đình có hai cháu nhỏ rất là hiếu động, nên là khi mà các cháu nghịch thì có thể là cửa sẽ đè vào các cháu. Nhờ có cái công nghệ bảo vệ của Osdor thì cửa tự đảo chiều mỗi khi có vật cản, nên mình thấy yên tâm. Từ việc nghiên cứu, phát triển công nghệ bảo vệ kép ADS, tác giả Phạm Thế Vinh cùng các đồng nghiệp đã tạo nên sự an toàn vượt trội cho các sản phẩm cửa cuốn của doanh nghiệp mình, đồng thời giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp cửa cuốn thông minh tại Việt Nam và hướng tới xuất khẩu sản phẩm cùng công nghệ ra thị trường thế giới. Chúng ta vừa theo dõi phóng sự của chúng tôi và đã biết được ngày hôm nay, giải pháp công nghệ mà tác giả Phạm Thế Vinh đến từ công ty cổ phần tập đoàn Outdoor mang đến đây, đó là công nghệ bảo vệ kép. Và ngày hôm nay chúng tôi được chào đón tác giả Phạm Thế Vinh đang có mặt ở sân khấu của chương trình Sáng Tạo Việt. Xin chào anh ạ. Xin kính chào ban giám khảo, xin kính chào hai đội chơi, kính chào khán giả xem truyền hình. Sau khi mà theo dõi phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy những tính năng của giải pháp công nghệ này. Tôi có một câu hỏi như thế này, đó là ở trên thị trường thì nó cũng đã có những cái sản phẩm cảm giác như tính năng nó cũng tương tự, đó là nó cũng có thể hoạt động đảo chiều, cũng có những cái cảm biến.
Vậy thì cái sự khác biệt của cái giải pháp này và cái cách vận hành của nó như thế nào ạ? Đối với cái công nghệ đảo chiều trên thị trường hiện nay là đang sử dụng bằng cơ học, có những cái dây dẫn bằng dây điện và những cái mà lá inox để tiếp điện thì là bằng cơ học. Khi mà trong quá trình mà sử dụng cái công nghệ này thì là thứ nhất là vô tình chuột có thể là cắn đứt dây, hoặc là trong trường hợp mà điều kiện thời tiết môi trường của Việt Nam nó không phù hợp với cái hệ thống cơ học đấy, sử dụng một thời gian nó sẽ bị mài mòn những cái thanh để tiếp điện, để dẫn đến tình trạng là cái hệ thống đảo chiều nó hoạt động nó không ổn định và không tốt. Chính vì thế chúng tôi mới nghiên cứu ra cái sản phẩm công nghệ đảo chiều không dây, tức là sẽ không có dây dẫn và nó chỉ bằng phát bằng sóng. Khi có chướng ngại vật hoặc là gặp một cái vật cản nào đấy thì cửa sẽ tự động đảo chiều chạy lên nhờ qua những cái bước sóng radio để thực hiện cái nguyên lý hoạt động đảo chiều lên khi cửa gặp chướng ngại vật. Vâng, vậy anh có thể cho chúng tôi với cả khán giả truyền hình được nhìn thấy cửa này nó vận hành một cách thực tế trên trường quay được không ạ? Vâng. Thì trên tay tôi là một cái tay điều khiển từ xa của cửa. Thì chúng tôi sẽ sử dụng tay, chúng tôi đỡ nhẹ. Đấy thì là cửa sẽ tự động đảo chiều đi lên ạ. Đấy, đây là nhờ một tín hiệu không dây, chức năng của nó giống như một cái tay điều khiển từ xa. Và sử dụng một bộ cảm biến đúng không ạ? Vâng. Và ngoài ra cái tín hiệu đảo chiều được trực tiếp gắn ở trong thanh đáy. Ngoài ra những cái đấy thì chúng tôi còn có một cái bộ sensor hồng ngoại được thiết kế ở bên hông dây. Trong quá trình mà khi cửa chạy xuống, cái chướng ngại vật nó không chạm vào đây nhưng mà nó nằm ở dưới này ạ, thì là có nghĩa là nó vẫn có thể đảo chiều đi lên ạ. Đấy, tức là cái thanh đáy cửa nó sẽ chưa chạm vào người, cửa đã tự động đi lên rồi. Vâng, đấy, bởi vì là cảm biến đã xác định là có ở dưới là có vật cản đúng không ạ? Đúng ạ. Và chưa cần cửa chạm vào nó chưa cũng sẽ tự đi lên. Vâng, đó chính là cơ chế bảo vệ kép đúng không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta đã có những thông tin và những phần trình bày khá rõ ràng của tác giả Phạm Thế Vinh rồi. Còn bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi và hai đội chơi đến với phần nhiệm vụ. Và cũng như các chương trình khác, hai đội sẽ có hai nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất là hai đội sẽ sử dụng kiến thức và hiểu biết của mình đóng góp thêm những ý tưởng cho tác giả để làm sao cho giải pháp công nghệ về bảo vệ kép của cửa này được tốt hơn. Và nhiệm vụ thứ hai đó là tác giả sẽ là người trực tiếp đưa ra những câu hỏi. Câu hỏi này sẽ là những câu hỏi mà trong quá trình nghiên cứu chế tạo mà tác giả đã gặp phải, hoặc là một điều mong muốn mà tác giả muốn cải thiện hoặc là muốn hoàn thiện hơn nữa ở giải pháp công nghệ này. Và hy vọng là ngày hôm nay thì hai đội có thể thực hiện thật tốt với những số điểm cao ở phần thi này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ 1 ạ. Xin mời đội cơ điện tử. Chúng tôi thấy rằng là cái hệ thống cửa này đã được bảo vệ rất là nhiều cấp độ, như vậy là tính an toàn đã rất là cao. Tuy nhiên thì đội chơi cũng xin đưa ra một số ý tưởng để hy vọng rằng là nhà sáng chế có thể cải tiến làm nâng cao hơn nữa cái tính an toàn. Thứ nhất là đội chơi đề nghị là chúng ta có thể lắp cái hệ thống cảm biến hồng ngoại dọc theo hai cái thanh dây, như vậy là về mặt chiều cao là nó có thể quét toàn bộ cái cửa. Cái thứ hai là hai cảm biến hồng ngoại hai bên thì đội chơi xin đưa ra góp ý là chúng ta có thể lắp nó di động theo cái cánh cửa này, như vậy thì hai cái cảm biến này sẽ không bị hạn chế là chỉ quét ở một cái độ cao nhất định mà nó quét theo cái chiều chuyển động của cửa xuống. Cái ý tưởng thứ ba là theo đội chơi thì chúng ta cần phải lắp thêm loa báo động, bởi vì khi mà đã có kẹt xảy ra, đấy là một tình huống nguy hiểm thì cần phải có loa báo động để những người đôi khi không ở gần cửa cũng có thể đến để trợ giúp. Ý tưởng cuối cùng của đội chơi là chúng ta khi mà ấn nút đóng cửa hoặc là mở cửa thì chúng ta nên tạo ra cái thời gian trễ, bởi vì là như vậy sẽ hạn chế được trường hợp là các em bé nghịch ngợm thì ấn là nó không có tác dụng ngay mà phải ấn giữ một thời gian trễ nào đó. Đấy là ý kiến đóng góp của đội chơi. Vâng, cảm ơn đội cơ điện tử rất nhiều ạ. Đó là phần thực hiện nhiệm vụ 1 của đội cơ điện tử. Và tiếp theo, xin mời thành viên của đội MG ạ. Tác giả chắc chắn là đang rất là nóng lòng để nghe những ý kiến tiếp theo. Vâng, từ những giới thiệu về sản phẩm thì đội MG có góp ý cho tác giả là
có thể tích hợp và có thể gắn bộ cảm biến tín hiệu chìm vào trong cánh cửa để tăng tính thẩm mỹ cho cửa và cũng đảm bảo độ an toàn. Vì môi trường ở Việt Nam là môi trường ẩm ướt nên là nếu cảm biến ở ngoài thì có thể dễ hỏng theo thời gian. Và bộ cảm biến hồng ngoại thì đội chúng tôi đề nghị thêm bộ bảo vệ để tránh khi xe cộ ra vào có thể quệt và va hỏng. Xin cảm ơn đội MG ạ. Nhiệm vụ 1 đã được thực hiện rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến luôn với nhiệm vụ thứ 2. Ngay bây giờ thì tác giả sẽ là người đưa ra một thử thách dành cho cả hai đội. Xin mời anh Phạm Thế Vinh ạ. Tôi cũng có một cái câu hỏi cho hai đội chơi. Thì là trong cái quá trình mà bảo vệ kép của cái sản phẩm cửa cuốn thì tôi cũng mong các bạn cho chúng tôi một cái ý kiến đóng góp để nâng cấp hoàn thiện đối với cái sản phẩm này hơn, và nó hiện đại và công nghệ nó được bền bỉ và nó tốt hơn nữa. Thì hai đội cho chúng tôi một cái số giải pháp nào đấy để chúng tôi nâng cấp sản phẩm. Tác giả có một câu hỏi là mong muốn được nâng cấp sản phẩm với sự tốt hơn về tính năng và bền bỉ hơn. Xin mời đội cơ điện tử sẽ trả lời trước, đúng không ạ? Xin mời. Đội chơi xin đưa ra cái ý kiến như sau. Thứ nhất là cái cảm biến hồng ngoại đấy thì không, chúng ta theo đội chơi thì chúng ta nên lắp toàn bộ cái phần khung cửa, như thế thì cái mức quét nó sẽ rộng hơn. Cái thứ hai là cũng nên sử dụng cái công nghệ không dây, vì như vậy là nó sẽ chắc chắn hơn, an toàn hơn. Đấy là ý kiến của đội chơi. Đội MG. Đội MG thì xin đóng góp một số ý kiến như sau. Thứ nhất là dưới kia là bộ cảm biến cốt không, thì như đội chơi thấy thì vẫn đang để hở, thì chỗ đó cũng cần phải có vật để bao bọc lại, có thể dùng sắt để hoặc nhôm để có thể bọc kín lại chỗ đấy để tránh bị chuột cắn, hoặc là có thể trẻ em nghịch có thể sờ vào có thể gây giật, bởi vì dòng dò của cái cửa cuốn này thì có thể vẫn đủ lớn để gây ra giật cho trẻ em. Thứ hai nữa là cửa cuốn này có thể tích hợp thêm một cảm biến tự trường ở trong cửa, khi mà cửa đóng xuống thì chạm vào người thì có thể tăng độ an toàn. Ví dụ như khi mà rơ le ở đây đóng mở quá nhiều lần theo thời gian dài thì có thể bị hỏng hóc, thì chính cái cảm biến từ trường đấy sẽ đóng vai trò thay cho rơ le đấy để có thể đảo chiều ngược lại. Rất xin nhận. Vâng, xin cảm ơn đội MG. Trước tiên tôi xin cảm ơn hai đội chơi đã góp ý cho chúng tôi về những cái mà công năng, về những cái mà ý tưởng. Thì tôi cũng mong rằng cái ý tưởng của các bạn chúng tôi sẽ biến thành hiện thực, và trong quá trình nghiên cứu và chúng tôi sẽ nâng cấp cái sản phẩm lên được tốt hơn. Xin cảm ơn hai đội chơi. Có thể thấy ngày hôm nay những đội chơi của Sáng Tạo Việt đưa ra những ý kiến rất là ngắn gọn và xúc tích. Và anh Phạm Thế Vinh thân mến, rất cảm ơn anh đã mang đến giải pháp công nghệ của mình để giới thiệu trên truyền hình và để đưa ra, và chúng ta cùng bàn bạc để làm thế nào trong tương lai thì sẽ có những cái cửa an toàn hơn nữa, đúng không ạ? Và xin cảm ơn anh rất là nhiều. Thay mặt chương trình, chúng tôi xin được tặng anh một bó hoa cùng với giấy chứng nhận của chương trình Sáng Tạo Việt, và chúc anh sức khỏe, hy vọng là sẽ có thể được gặp lại anh một lần nữa trong chương trình. Xin cảm ơn. Phần đi tìm nhà sáng chế của chúng ta, hai nhiệm vụ đều đã được thực hiện. Bây giờ là lúc mà hai đội chơi đang hồi hộp để chờ nghe những nhận xét và phần cho điểm của ban giám khảo. Xin trân trọng kính mời ban giám khảo. Trước hết là chúng tôi rất đánh giá cao hai đội chơi. Trong một thời gian ngắn, các bạn đã có những cái suy nghĩ và đưa ra những cái đóng góp rất là xác đáng cho tác giả, cũng như phần trả lời câu hỏi thách thức của tác giả thì các bạn cũng thực sự đã đưa ra được một số những ý kiến mà có thể dễ phát triển và chấp nhận. Thì chúng tôi thấy rằng thế này, cái sản phẩm về cái cửa thì nó phải đạt được hai cái tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất đó là cái cửa phải đáp ứng được cái nhiệm vụ về an ninh. Thứ hai là cái cửa phải đáp ứng được nhiệm vụ về an toàn. Như vậy thì tất cả các cái giải pháp liên quan đến cửa thì chắc chắn là phải sử dụng các cái cảm biến, người ta gọi là các cái sensor. Thì ở đây nó có rất nhiều các sensor các loại đấy, từ là từ trường, radar, rồi là hồng ngoại, nhiều các cái phương pháp khác nhau có thể áp dụng vào cửa. Cái thứ hai, một cái khâu vô cùng quan trọng, đó là cái phần điều khiển đấy. Ở đây chúng ta có thể nói điều khiển an toàn và an ninh. Nếu hai cái yếu tố này được kết hợp trong một cái giải pháp về điều khiển thì sẽ rất tốt.
Đấy, chính vì thế cho nên là các bạn sau cái sự kiện này thì cũng rất là hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục suy nghĩ và đưa ra các cái giải pháp để phát triển, kế thừa phát triển cũng như là đóng góp cho tác giả trong cái giai đoạn tiếp theo. Ban giám khảo có nhận xét về hai đội chơi như sau. Và cái nội dung thứ nhất là kế thừa phát triển thì đội MG có đóng góp cho nhà sáng chế những cái ý kiến như là tích hợp vào trong cánh cửa, gắn trên cánh cửa vào bên trong để đảm bảo tính thẩm mỹ này, rồi để tránh va đập làm hỏng cảm biến này, trả lời câu hỏi thách thức thì giải pháp nâng cấp nào cho cái hệ thống cửa này thì đội MG có đưa ra là có thêm cái bảo vệ dòng dò để bảo vệ trẻ em này, rồi rơ le hoạt động nhiều lần vân vân. Ban giám khảo đánh giá là có đóng góp ở mức độ chấp nhận được, tuy nhiên rằng là chưa được mang tính sáng tạo lắm, vì đối với cả một cái loại cửa như thế này của tác giả ấy, thì cái khả năng mà có thể đóng góp được hơn nữa, tôi có thể ví dụ cho các bạn thấy là tăng cường thêm tính bảo mật đấy, thì các bạn có thể tìm cách trang bị thêm một số các cái tính năng khác, ví dụ như là chính dụng của các bạn kiểm tra cửa thông minh trên điện thoại thông minh chẳng hạn, thì các bạn có thể đóng góp thêm. Đối với đội cơ điện tử, ban giám khảo đánh giá cao cái đóng góp của các bạn về gắn cảm biến theo hàng dọc, thì như vậy là nếu cảm biến hồng ngoại này theo hàng dọc thì nó sẽ kiểm soát được tốt hơn so với cả kiểm soát theo chiều ngang. Về loa báo động thì là đây là một cái ý kiến hay, là bởi vì khi mà đã kẹt thì phải nên có loa để thông báo tình trạng là do kẹt thì mới đi lên. Về thời gian đóng mở cửa thì là nó có một cái thời gian trễ, thì cái này tôi nghĩ rằng là nhà sáng chế cũng đã thích hợp rồi. Còn giải pháp về nâng cấp, đội cơ điện tử có đưa ra là nên nâng cấp là quét tia đó toàn bộ khung cửa. Thì cùng với giải pháp này thì cũng trên thị trường hiện nay, người ta trên thế giới người ta dùng một cái loại không còn gọi là hồng ngoại nữa, người ta dùng một cái công nghệ tương tự như công nghệ radar ấy. Thì các bạn có thể đóng góp cho nhà sáng chế về cái con chip này, rẻ tiền và cũng dễ sử dụng, và cái khả năng quét của nó là hơn hồng ngoại. Ban giám khảo thống nhất về điểm cho hai đội như sau. Đội MG về nội dung thứ nhất kế thừa phát triển thì được 1.000 điểm. Nội dung thứ hai trả lời câu hỏi thách thức của tác giả sáng chế thì được 1.000 điểm. Đối với đội thứ hai, đội cơ điện tử, do các bạn có được cái nhiều ý kiến mà có thể có tính sáng tạo cao hơn so với cả đội MG, ban giám khảo chúng tôi sẽ cho cái nội dung thứ nhất là kế thừa phát triển của các bạn được 1.300 điểm. Và nội dung thứ hai là trả lời cách thức của tác giả sáng chế đặt ra thì các bạn có được cái giải pháp và nó có thể khả thi hơn so với đội MG nên các bạn được 1.200 điểm. Tổng cộng cho phần thứ hai đi tìm sáng chế, đội MG được 2.000 điểm và đội cơ điện tử đạt được 2.500 điểm. Chúc mừng cả hai đội. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết hai phần thi đầu tiên của chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Và chúng ta cùng nhìn lại số điểm của hai đội chơi. Hiện giờ đội cơ điện tử đang có 5.150 điểm. Và số điểm mà đội MG giành được là 4.700 điểm. Con số này sẽ còn thay đổi ở những vòng thi tiếp theo. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo của chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Họ là những người đã làm việc rất vất vả, đã cố gắng đóng góp thật là nhiều ý kiến để giúp hoàn thiện hơn những giải pháp cũng như là những sáng kiến của hai đội chơi. Và thay mặt cho chương trình thì chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến ban giám khảo và xin được gửi tặng ban giám khảo những bó hoa của chương trình. Và chúng tôi xin chúc ban giám khảo sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và sớm quay trở lại với chương trình Sáng tạo Việt. Phần thi tiếp theo của chúng ta sẽ là phần lựa chọn thông minh và hai đội chơi sẽ phải cố gắng hết sức để giành điểm để xem đội nào sẽ đến với phần thi đặc biệt. Còn bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta dành thời lượng cho lựa chọn thông minh. Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Sáng tạo Việt. Đây là phần chơi mang tên là lựa chọn thông minh. Và ở trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về luật sở hữu trí tuệ và việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đo lường chất lượng cùng với hai đội chơi. Và hai đội chơi thân mến, trong phần này chúng tôi sẽ đưa ra hai tình huống và sau đó sẽ là hai câu hỏi của các tình huống. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án A, B, C để chúng ta bấm đèn lựa chọn. Đội nào bấm trước với một đáp án đúng
sẽ có số điểm là 500 điểm tương ứng với 500.000 đồng tiền thưởng. Đội nào bấm sau với đáp án đúng sẽ có 300 điểm tương ứng với 300.000 đồng tiền thưởng. Và chúng ta hy vọng là cả hai đội đều sẽ có thể đưa ra được những đáp án đúng cho cả hai câu hỏi. Bây giờ, xin mời hai đội chơi hãy cùng nhau hướng lên phía màn hình. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống đầu tiên. Ông Nam đâu rồi? Ông giải thích cho tôi về cái trường hợp này đi. Sản xuất ra 100 cái thì đến chục cái bị lỗi là như nào? Này, đầu ông ấy thì như là cái đầu con trào mào mà giọng được cứ quăng quác như vịt ấy. Hả? Bình tĩnh từ từ mà nói. Không từ từ được. Sản phẩm vừa đến tay người tiêu dùng thì bị trả lại luôn. Họ dùng được 2-3 phút thì có mùi khét. Có những cái thì bị chập cháy nữa. Thế là thế nào? Các ông làm ăn như thế này thì bộ phận kinh doanh của chúng tôi bán hàng làm sao được? Mất hết uy tín, mất hết thương hiệu. Ông cứ ầm lên. Tôi kiểm tra rồi. Cái lô này này là do anh em ở dưới xưởng ấy, người ta sản xuất cái dây mai so này nó hơi kém chất lượng một tí thôi. Kém chất lượng một tí? Ui giời ơi, thế là như thế nào? Sản phẩm của chúng ta đã được công ty công bố hợp quy rồi cơ mà. Linh kiện mà không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật thì các ông nhận hàng vào và sản xuất ra sản phẩm làm gì? Hả? Thế thì sản phẩm của chúng ta không còn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật nữa à? Ông bé cái mồm thôi. Hôm đấy là tôi có việc cho nên tôi sơ suất một tí. Mà ông có biết cái mai ấy nó là tai mắt của sếp không? Đến tai sếp nhá. Rồi có một cái phòng kỹ thuật chúng tôi là đi mát tiêu. Ra là em là người hay mách lẻo thế hả? Bởi vì từ nãy em đứng ngoài kia ấy, em đã nghe được câu chuyện của hai anh nói chuyện rồi. Thế thì bây giờ em vào em mách sếp ạ. Ê, Mai xinh đẹp ơi, em có biết ý anh nói có nghĩa là em là khối óc của sếp không? Này, cái ca này hơi khó, giải quyết giùm anh cái, tài năng. Theo em ý, trong trường hợp này anh phải báo cáo với sếp để có biện pháp thu hồi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của công ty bao nhiêu năm đấy ạ. Đúng. Chúng ta phải xin lỗi khách hàng và hơn nữa phải có biện pháp, ví dụ như là thu hồi hay là đổi trả đi. Này, ông có bị làm sao không? Ông có biết cái tiền chi phí cho cái việc là đổi trả lại sản phẩm nó lớn tới mức nào không? Nhưng mà vì thương hiệu nên chúng ta mới phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời khi phát hiện ra hàng hóa bị lỗi. Còn nếu như chậm trễ nhá, thì ngoài chi phí thu hồi sản phẩm về, chúng ta ấy có thể sẽ bị phạt hành chính nữa. Đúng đấy ạ. Theo em ấy, chúng ta phải thu hồi lại sản phẩm bị hư bị lỗi ngay. Nếu không chúng ta sẽ bị phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu. Ui giời. Này, đến lúc đấy anh bỏ tiền túi ra mà đền nhá. Đấy, không chỉ như thế đâu. Có khi doanh nghiệp của chúng ta ấy sẽ bị tước giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy từ 1 đến 3 tháng. Thế như thế thì khác gì doanh nghiệp của chúng ta vào bờ vực phá sản. Thôi, hai người cứ căng thẳng cái chuyện này lên làm cái gì? Được rồi, cứ để đấy, tôi sẽ xin ý kiến sếp nhá. Câu hỏi của tình huống này như sau. Công ty Tấn Phát đã sản xuất và phân phối trên thị trường một lô hàng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Theo quy định, công ty có thể bị xử lý như thế nào? A. Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng và tước giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy từ 1 đến 3 tháng. B. Buộc phải thu hồi sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp đang lưu thông trên thị trường. Buộc thay đổi mục đích sử dụng, buộc tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm hàng hóa. C. Cả hai phương án trên. Chúng ta nhận được hai đáp án khác nhau. Một đáp án C đến từ cơ điện tử và một đáp án là A đến từ tội MG. Chúng tôi xin được đưa ra giải thích. Căn cứ vào Điều 19 Nghị định 80/2013 NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về hợp quy như sau. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không tự thực hiện các biện pháp ngăn chặn kịp thời khi phát hiện hàng hóa là đối tượng phải công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đang lưu thông hoặc đã đưa vào sử dụng có chất lượng không phù hợp với công bố hợp quy hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận hợp quy từ 1 tháng đến 3 tháng và buộc phải thu hồi sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp đang lưu thông trên thị trường. Và như vậy, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Xin chúc mừng đội cơ điện tử. Sau câu hỏi đầu tiên này thì đội cơ điện tử có thêm 500 điểm và hiện giờ các bạn đang có 5.650 điểm. Và số điểm của đội MG không thay đổi, vẫn là 4.700 điểm. Chúng ta vẫn còn có một câu hỏi nữa, hãy cùng hướng lên màn hình với tình huống thứ hai. Bên này anh ơi. Chị. Em chào chị. Sao? Chào cậu Đạt. Tình hình thế nào rồi? Này, tôi thấy cậu đi công tác Hà Giang về mà trông cậu khỏe mạnh cắn giỏi ra đấy nhá.
em đang đen cháy như hòn than đây. Sao công việc thế nào? Báo cáo với sếp, em thấy ở trên đấy nguồn nguyên liệu dồi dào và vấn đề giá cả thuê nhân công thì lại thấp, cho nên chúng ta xây dựng nhà máy sản xuất hóa dược ở trên đấy là hoàn toàn chính xác. Tốt. Em cũng thực hiện đúng chủ trương mà sếp giao cho, đấy là tìm hiểu và nhập khẩu những công nghệ mới nhất để phục vụ cho dự án. Nhưng sếp ơi, ở trong này em thấy nó có một cái phương án sử dụng công nghệ bảo vệ kép để thay thế cho nhân công bảo vệ. Cái này em thấy sếp nên xem xét lại ạ. Tôi thấy đâu có gì cần phải xem xét lại đâu, mọi việc đang tiến triển rất tốt mà. Sếp ơi, em thấy như anh An nói, đó là nhân công ở trên đấy thiết ra là rẻ, mà thứ hai rằng là con người ở trên đấy thì lại tận tụy. Chúng ta sử dụng công nghệ để thay thế cho con người thì em thấy nó không hợp lý cho lắm ạ. Đây, không hẳn là như thế đâu. Dạ, đây ạ. Đây, em báo cáo sếp ạ. Đây ạ. Nó có khả năng chống trộm và đảm bảo an ninh cao. Nếu như ta sử dụng công nghệ này thì sẽ giảm thiểu được chi phí thuê nhân công làm bảo vệ, nó đến hàng trăm triệu trong một năm. Như vậy sẽ mang lại lợi ích kinh tế cao. Về vấn đề này thì tôi đồng ý, chúng ta phải đưa công nghệ cao vào chứ, đúng không? Đúng. Nhưng mà theo như em thấy, dự án này cũng có nhiều vấn đề lắm. Vấn đề gì? Dạ, nhất là về vấn đề tài chính cho dự án. Mà tại sao chúng ta lại đặt dự án ở một vùng xa trung tâm như thế ạ? À, nếu như vậy là chúng ta sẽ mất nhiều chi phí cho xây dựng, mà hơn nữa sau này chi phí vận chuyển sản phẩm của chúng ta sẽ lại tăng theo. Vấn đề này thì cậu cứ yên tâm, việc tôi cho xây dựng nhà máy ở Hà Giang là tôi đã có lý do riêng của tôi rồi. Anh An không biết à, giải pháp hữu ích dược phẩm kháng sinh mà công ty chúng ta đang nghiên cứu sẽ tạo ra được rất là nhiều dược phẩm hữu ích dành cho con người. Nhà máy của mình lại xây dựng ở trên tỉnh Hà Giang, là một vùng kinh tế xã hội rất là khó khăn. Như vậy chúng ta sẽ được nhà nước hỗ trợ cho một phần vốn anh ạ. Được hỗ trợ vốn? Hỗ trợ vốn để xây nhà máy ạ. Như thế là quá tốt. Thế nhưng mà nhà nước sẽ hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm vốn? Cái này thì thật sự là em không biết ạ. Tại sao cậu lại có thể trả lời một cách vô trách nhiệm như thế nhỉ? Tôi đã nói là cậu về tìm hiểu thêm về vấn đề này cơ mà. Câu hỏi của tình huống thứ hai như sau, hai đội hãy chú ý ạ. Doanh nghiệp Vĩnh Hương đầu tư thực hiện dự án ở vùng kinh tế khó khăn để ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm công nghệ mới. Theo chính sách ưu đãi về khoa học công nghệ, doanh nghiệp có thể nhận được mức hỗ trợ tối đa là bao nhiêu? A. 30% vốn đầu tư dự án từ ngân sách nhà nước. B. 50% vốn đầu tư dự án từ ngân sách nhà nước. Và C. 100% vốn đầu tư dự án từ ngân sách nhà nước. Đội cơ điện tử chọn B và đội MG chọn A. Một đội chọn 50%, một đội chọn 30 đúng không ạ? Tôi sẽ đưa ra giải thích theo pháp luật cho câu hỏi này. Hiện nay, để tạo thêm nhiều chính sách ưu đãi về việc ứng dụng khoa học công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ 2013 có quy định về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau. Hỗ trợ đến 30% vốn đầu tư cho dự án của doanh nghiệp ứng dụng kết quả thực nghiệm, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tạo ra sản phẩm mới hoặc nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư cho dự án thực hiện ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Và như vậy, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, 50%. Vậy là chúng ta sẽ chúc mừng cho đội cơ điện tử một lần nữa, chúng ta đã có thêm 500 điểm. Hiện giờ, số điểm của họ là 6.150 điểm. Và đội MG, thật đáng tiếc số điểm của các bạn không thay đổi, các bạn vẫn có 4.700 điểm. Với số điểm này, chúng ta đã chọn ra được đội thắng cuộc. Và đội cơ điện tử sẽ là đội tiếp theo đến với phần thi đặc biệt. Chúng ta đang đến với phần thi đặc biệt của chương trình sáng tạo Việt nhóm này dành cho đội cơ điện tử. Và các bạn sẽ có 1 phút để đưa ra đáp án cho 5 câu hỏi trắc nghiệm với các đáp án A, B, C ở từng câu hỏi. Và nếu như các bạn trả lời đủ và đúng cả 5 câu hỏi, các bạn sẽ có một phần thưởng của chương trình. Đó là một phiếu mua hàng trị giá 5 triệu đồng của hãng Sơn Infor. Với các sản phẩm sơn có tính năng chống thấm vượt trội, bề mặt sáng bóng và đặc biệt là có thể ngăn ngừa nấm mốc và vi khuẩn. Hy vọng là các bạn sẽ có thể chinh phục được giải thưởng này. Hãy lưu ý là với những câu trả lời sai, chúng ta có thể được phép quay lại để trả lời thêm một lần nữa. Bây giờ thì sẽ là 1 phút dành cho các bạn. Hãy chuẩn bị ạ. Thời gian bắt đầu. Câu 1, theo quy định của Nghị định số 80/2013 NĐ-CP của Chính phủ, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức cá nhân có thể phải chịu mức hình phạt là A. Cảnh cáo, B. Phạt tiền và C. Cảnh cáo hoặc phạt tiền. C. Chính xác. Câu 2, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là A. 100 triệu đồng, B. 200 triệu đồng và C. 300 triệu đồng. A. Chính xác.
Câu 3, biện pháp nào sau đây được coi là biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa? A. Phạt tiền. B. Buộc thu hồi sản phẩm vi phạm. Và C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm. C. Chưa chính xác. Câu 4, ngoài hình thức phạt tiền, tổ chức sản xuất hàng hóa có hành vi giả mạo dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy gắn lên mác hàng hóa có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung nào sau đây? A. Đình chỉ hoạt động sản xuất từ 1 tháng đến 3 tháng. B. Buộc tiêu hủy sản phẩm hàng hóa vi phạm. Và C là cả hai phương án trên. C. Chưa chính xác. Câu 5, chủ thể nào sau đây có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường? A. Thanh tra trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp. Và C. Cả hai phương án trên. C. Chính xác. Câu 3, biện pháp nào sau đây được coi là biện pháp khắc phục hậu quả hành vi vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa? A. Phạt tiền. Và B. Buộc thu hồi sản phẩm vi phạm. B. Chính xác. Câu 4, thật đáng tiếc, vậy là chúng ta đã dùng hết 60 giây của mình. Vậy là ngày hôm nay thì đội cơ điện tử cũng đã không chinh phục được giải thưởng cuối cùng. Nhưng không sao cả, chúng ta đều đã rất cố gắng. Quý vị khán giả truyền thân mến, công nghệ thúc đẩy cuộc sống, và hy vọng là ngày hôm nay với những trao đổi của chúng tôi thì cũng đã thúc đẩy tinh thần để chúng ta có thể tiếp tục sáng tạo công nghệ và đưa những giải pháp công nghệ mới ứng dụng vào đời sống để mang lại nhiều giá trị lợi ích hơn. Và đến lúc này cũng là lúc mà chúng ta sẽ phải chia tay nhau ở đây. Cảm ơn quý vị khán giả truyền hình luôn đồng hành cùng với chương trình Sáng tạo Việt. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Chương trình Sáng tạo Việt kỳ tới mời quý vị đồng hành cùng hai đội chơi đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội để cùng khám phá một giải pháp công nghệ mới, công nghệ kết nối thông minh ASC của công ty cổ phần tập đoàn Osdor. Và đặc biệt, chương trình cũng sẽ giới thiệu những kiến thức pháp luật đầy bổ ích về những quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem Sáng tạo Việt, đánh thức tiềm năng.